tiếng Việt đang có chuyến đi nhập hàng ở nước ngoài. Chuyến đi này rất đặc biệt. Đặc biệt ở đây là hãng đã mời mắt kính Việt với tư cách là cửa hàng đầu tiên được xem và lấy hàng trước bộ sưu tập mắt kính Ray-Ban mới nhất hiện nay. Đây là một điều vinh dự cho mắt kính Việt, bởi cả Việt Nam, thậm chí trên thế giới, không phải ai cũng được hãng đặt cách mời như thế này. Essilor là nhà sản xuất trồng kính hàng đầu thế giới đến từ Pháp. Luxottica cũng không vừa, họ là ông trùm chuyên sản xuất mắt kính cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới đến từ Ý. Tầm ảnh hưởng của Luxottica vô cùng lớn, đến nỗi có nhiều người còn biết Luxottica là cha đẻ của những chiếc Ray-Ban bán trên toàn cầu. Nên không có gì ngạc nhiên khi Luxottica bắt tay với Essilor, được xem là thương vụ sáp nhập khủng tại châu Âu, tạo ra một tập đoàn mới với trị giá khoảng 50 tỷ euro với hơn 140.000 nhân viên cùng hệ thống bán hàng ở 150 quốc gia. Và đây là kho Ray-Ban mới nhất thế giới, mình sẽ lấy hàng về cho các bạn. Đủ màu sắc, đủ kích cỡ, cho đủ mọi giới tính. Mắt kính Việt sẽ tiến hành chọn mẫu. Điển hình là mẫu gọng kính nhựa trong suốt này nè các bạn. Nhìn đẹp và trẻ trung vô cùng luôn. Hoàn toàn chưa có cửa hàng nào ở Việt Nam bán. Và bây giờ mắt kính Việt sẽ tiên phong đặt hàng về trước. Đặc biệt nhất là bộ mắt kính Ray-Ban Ferrari này sẽ được trưng bày tại mắt kính Việt. Các bạn nên nhớ, ở Việt Nam không phải cửa hàng nào cũng có thể lấy được. Sau khi chốt xong, hãng sẽ tiến hành gửi về Việt Nam cho mắt kính Việt trong thời gian sớm nhất.